Bọn em nên bọn em uống nhiều rượu ấy thì nên gửi phong bì trước, không thì uống rượu say mẹ đi về là nó khó. Thì em mẹ anh vừa bảo gửi phong bì trước rồi. Rồi giới thiệu em đây là Lem TV. Chào bạn TV nhé bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả bạn ăn đại tiệc Tân Gia nhà của anh Hải nhé bạn. Thì trước mặt các bạn là những anh chị em bạn bè của anh Hải, đặc biệt là có sự có mặt của Mã Nhi từ Cần Thơ ra. Và hôm nay mình lại tiếp tục được chào đón là chúng tôi. Mình đi review nhà là quá hợp lý các bạn, ngày hôm nay là không thể nào mà xem nhà được. Đi lên trên trước là con. Xem của đội anh A Tú thì ấy bạn. Qua đây, Quang Hải và Tung Tung cùng toàn thể bộ máy lịch sự Sapa TV muốn gửi lời cảm ơn chân thành với sự ủng hộ và quan tâm của các khán giả trung thành, những người luôn sát cánh cùng Sapa TV. Chúc cho toàn thể mọi người có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Mày hả đấy không? Sao gầy thế? Ngày xưa gầy thế? Nhìn không nhận ra luôn. Quả phòng ngủ 60 mét vuông. Ngày xưa đẹp trai. Vẫn đẹp trai nhưng mà một khác mỗi cái là nhiều tiền rồi. Bán đi à? Ok. Không lâu lắm anh có bán đâu. Tham quan một lúc đã. Trưng bày à? Đã nút bản với các thứ của làm việc với một ngày chi đây. Đúng rồi có thể ra đây ngồi trà nước rồi đây. Quá đẹp luôn. Đẹp mà. Mấy mấy con mình ngồi ngủ đi ha. Ngồi đây là ngắm cá. Quá đẹp luôn. Cá đây là toàn loại cá mà nó rất là đặc biệt. Trong ngồi đó đi thôi. Đang ngồi đây. Quá mát mẻ. Quá khỏi nhiều năm lắm luôn á. Ngày xưa thấy lúc còn trẻ nhìn bố đẹp trai chẳng qua là dùng không giữ được, hao mòn theo năm tháng. Bắt con một dĩa là đây là bể sục, bồn sục tắm đứng này, mình đi lên phía trên đấy, về bể sục ạ. Ủa, mà mình đi đây chưa anh? À đi rồi mọi người, mình đi lên trên đi.
À, đấy là không gian tầng 2, tầng 3 là phòng ngủ của mấy bé. Cậu cả đây. Đây là phòng cậu cả. Dạ. Cậu cả. Đây, mình set up cái phòng này. Sau này lúc như các bé mà thích lập gia đình ấy, thì có thể ở luôn trong này được. Đấy, hai ba cô luôn. À. Ai buồn lắm. Đầy đủ. Học quán cũng được. Ok không? Các anh nhờ các bạn này bên công ty ấy, bạn này đưa đi nhé. Bây giờ anh giới thiệu. Bây giờ anh nhờ em đưa bạn Bảo Hân đi nhé, đi tham quan nhé. Anh xuống dưới có khách chút đấy. Dạ, giới thiệu chi tiết căn phòng cho đây là con sơ tương lai của anh đấy. Thế đây phải giới thiệu chi tiết, thì đây sẽ là nữ chủ nhân mời đúng không mọi người? Dạ, thì đây tiếp tục sẽ làm phần phòng cổ ấm. Cổ ấm ở đây thì sẽ là đi theo tông màu vàng, hoặc hoàn toàn trong nhà sẽ là sử dụng những chiếc thảm với chất liệu cao cấp nhất mọi người nhé. Đấy, phấn phúc hoàng gia mà, cho nên là thảm với phấn phúc cao cấp nhất. Đây. Dạ. Hôm qua em có treo anh Hải, đây là góc của bố. Góc của bố. Góc phần quà tặng bố, tất cả những thành tích, những sự cố gắng từ niềm đam mê đến sự yêu thích đến